Anh cũng tìm hiểu ở trên mạng và cũng có những người quen thì cũng cũng nói là Mark Home thì cũng là đơn vị mà thi công cũng là rất là nhiều. Và anh tìm hiểu trên mạng thì Mark Home thì có nhiều cái mẫu đẹp, và cái thứ hai là cái làm việc cũng chuyên nghiệp nên là anh cũng tìm đến Mark Home. Dạ. À, vậy thì ngày hôm nay khi mà tất cả các bạn kỹ thuật viên của bên em này về trực tiếp đo đạc đất nhà mình này, cũng như tư vấn ký hợp đồng thiết kế cho anh cảm nhận như thế nào? Anh thì anh thấy là mọi người đều làm việc nhiệt tình và rất là, nói chung là rất là chu đáo, tư vấn và làm việc nhiệt tình. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, hiện tại thì chúng tôi đã có mặt tại 180 Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, và nơi đây cũng chính là trụ sở Mark Home miền Bắc. Ở đây chúng tôi sẽ có showroom để trưng bày tất cả những trang thiết bị vệ sinh, những vật liệu mà do Mark Home sản xuất và phân phối độc quyền. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Ngọc Huyền và Đức Kiên sẽ đồng hành cùng với lại các kỹ sư của Mark Home chúng tôi đến trực tiếp này khảo sát cũng như là ký kết hợp đồng thiết kế cùng với gia chủ. Và bên cạnh hôm nay thì đó chính là anh Trinh cũng như là anh Thảo. Hai anh có thể là giới thiệu một chút ạ, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có lịch trình đi đâu không ạ? Đã. Thì hôm nay lịch trình của công ty Mark Home chúng tôi sẽ có về gặp với 3 vị khách hàng, thì sẽ có 2 vị khách hàng tại Hà Nam và 1 vị khách hàng tại Thái Bình để cùng nhau trao đổi tư vấn và thống nhất để ký hợp đồng thiết kế với các vị khách hàng này. Dạ vâng, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xuất phát đi nhé. Được rồi, chúng mời các bạn. Vâng ạ. Quý vị thân mến, trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng tôi đã về với mảnh đất Tiền Hải Thái Bình để khảo sát này, cũng như đo đạc và tư vấn hợp đồng thiết kế cho gia chủ ạ. Và bên cạnh tôi thì đó chính là anh Trinh này cũng như là anh Thảo thuộc bên bộ phận kỹ thuật của công ty cổ phần kiến trúc xây dựng Mark Home. Hai anh có thể bật mí rằng là ngày hôm nay thì trong buổi chiều này chúng ta sẽ cùng nhau đi về nhà của vị chủ đầu tư nào không ạ? Chiều nay thì mình sẽ có lịch về nhà anh Linh có địa chỉ tại Tiền Hải Thái Bình để cùng nhau khảo sát tư vấn và trao đổi thiết kế tư vấn và ký hợp đồng thiết kế với gia đình của anh Linh. Và bây giờ không để quý vị mất thời gian hơn nữa, chúng ta sẽ cùng đi vào để có thể khảo sát đất cũng như là tư vấn ký kết hợp đồng với gia chủ quý vị nhé. Xin mời quý vị. Chào bác, em chào anh. Hai bác nhé. Thì hôm nay bọn cháu giới thiệu là cháu là Thảo, đây là anh Trinh, đây là các bạn truyền thông của công ty hôm nay về quay về gia đình mình phỏng vấn để trao đổi một số công việc và thông tin để gia đình nhà mình có một cái bản thiết kế và xây dựng cái nhà cho nó hợp lý. Thì công việc trước tiên, đầu tiên là cháu với xin phép hai bác và anh là bọn cháu sẽ ra đo cái khu đất của gia đình nhà mình để sau này mình biết được cái diện tích thực sau này mình lên cái ngôi nhà cho nó chuẩn xác. Thì em mời anh ra sự kiến đất. Chào anh Trinh. Anh cho em hỏi qua một chút nhé, hiện tại thì anh đang trong quá trình làm gì vậy ạ? Thì hôm nay mình về nhà anh Linh đây thì trong quá trình mình bay flycam để chụp cái khuôn viên hiện trạng khuôn đất nhà anh để mình có cái cơ sở để nó đất giáp ranh thế nào để mình có phương án mình thiết kế lên mẫu nhà cho anh nó hợp lý. Thì hầu như là công trình nào khi mà mình đến thì mình cũng đều phải bay máy flycam hết hả anh? Đúng rồi, bây giờ thời đại mới bây giờ thì nó sẽ có máy móc, nó sẽ là hỗ trợ cho có con người rất là nhiều, nên là mình đến mình phải có bay flycam chụp hiện trạng khuôn viên đất để mình có nhìn từ trên cao nhìn xuống và nhìn từ chính diện nhìn ra để mình biết đất nó như nào để mình có cách xử lý và tư vấn cho khách hàng nó hợp tình hợp lý nhất về cái khuôn viên nhà. Có nghĩa là mình sẽ lấy toàn bộ hiện trạng sau góc nhìn từ phía bên trên xuống. Thì sau khi mà biết được là cái hình dáng vị thế của cái đất nó như thế nào ấy để mình có thể tư vấn cho khách hàng một cách kỹ hơn đúng không anh? Đúng rồi, chính xác. Cảm ơn anh nhé. Ok. Anh Thảo thân mến, vừa nãy chúng ta đã đo về cái khuôn mẫu của lô đất rồi, thì anh nhận định sao về cái hình dạng của lô đất này anh? Cái khuôn đất của nhà bác thì là tương đối là đẹp, vì cái chiều hai chiều sẽ cân bằng nhau, nó đều chiều ngang nó là 11m và chiều sâu nó là 20m5.
Thì để mà làm một cái nhà mái Nhật thì mình sẽ mở sảnh sang bên nhà này, có thể là làm hai sân, có thể là làm đối xứng nhau, sẽ được cái sân rộng và đẹp. Thì cái hình dạng của lô đất nó có cực kỳ là quan trọng đối với là một cái công trình, cái phong cách mà mình lựa chọn đúng không anh? Nói chung là nó sẽ liên quan đến cái ngôi nhà để mà mình lựa chọn và mình định hướng làm sao cho cái ngôi nhà của mình nó là đẹp nhất. Và với một cái lô đất như này thì chúng ta nên đầu tư một công trình có diện tích bao nhiêu cho những công năng sử dụng thì vừa đẹp anh nhỉ? Thì chúng ta có thể tận dụng thêm những khoảng sân vườn xung quanh ấy. Cái công năng sử dụng thì mình phải dựa trên cái gia chủ xem là người ta yêu cầu và mong muốn là cái diện tích sử dụng của người ta như thế nào thì mình mới lên được cái chính xác là cái số phòng và cái số mà để mà mình sử dụng. Dạ vâng, như vậy là chúng ta phải dựa vào cả là những chia sẻ những cái nhu cầu của khách hàng đúng không? Đúng rồi. Vậy sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đi vào và để cùng đội ngũ kỹ thuật chúng tôi sẽ tư vấn cũng như là để ký kết hợp đồng với khách hàng ạ. Không, nhưng mà mẫu đất của gia đình nhà mình. Rồi. Nhưng mà cái này em muốn nói là cái quan trọng là cái khả năng tài chính ấy, nó phụ thuộc vào tài chính thì anh xem cho em xem là cái tầm tài chính khoảng trong khoảng 1 tỷ 1 đến 1 tỷ 2 ấy, nó chỉ dao động trong đấy. Thì cái mẫu nào và cái diện tích tầm bao nhiêu thì nó trong cái khoản tài chính đấy thì anh tư vấn cho em. Tầm 1 tỷ 1 đến 1 tỷ 2 đúng không anh? Vâng. Thì mà cái phần tài chính là mình tự xây dựng hay là mình thuê, mong muốn là thuê bên em chọn gói? À, bên em tự xây dựng thôi. À dạ vâng. Thế thì đối với cái nhà như thế thì nó sẽ dựa trên cái diện tích, nó sẽ là rơi vào tầm 90 hoặc đến 100 mét vuông một xả. Ừ. Thì mình có thể là mình tự xây dựng được. Ừ. Tức là 90-100 mét vuông là đã tất tần tật là đến lúc hoàn thiện xong là trong không có nội thất thôi anh ạ. Vâng, chưa có nội thất. Đúng rồi. Dạ vâng. Đấy là không đảm bảo là không phát sinh chứ nha. Có sai số không? Cái này thực chất ra là nó sẽ có sai số. Vì sau này cái sai số ấy, đấy là mình phải dựa trên cái dự toán bên em đưa ra nữa. Đấy thì nó sẽ là liên kết với cả cái đấy. Sau này anh còn được cái chọn nguyên vật liệu, sau này là mình dùng cái nguyên vật liệu như thế nào nữa để phù hợp với cả ngôi nhà của mình. Thì tất cả cái này nó sẽ làm trong cái dự toán bên em sẽ đưa ra. Anh dự định là 1 tỷ 1, 1 tỷ 2 đúng không ạ? Và anh đang có nhu cầu là xây dựng một ngôi nhà mái Nhật 2 tầng. Vâng. Thì nếu như mà với cái tầm tài chính của anh mà anh tự thi công ấy thì em nghĩ rằng là có thể phù hợp được, cân đối được. Còn về vấn đề mà có phát sinh hay không ấy thì nó phải nằm vào phụ thuộc vào bên anh với lại cái bên anh tự thi công, anh thuê thi công ấy. Đúng. Còn bên em thì sẽ tính toán cho anh này ra một cái bảng dự toán chi tiết ấy. Đấy, theo cái giá thị trường hiện tại. Thì nếu như mà cái bên mà anh đơn vị mà anh thuê về ấy, người ta anh đưa cho người ta cái bản dự toán đấy, người ta cam kết với anh đấy, xây dựng bằng đấy, không chi phí gì phát sinh cả, thì nó sẽ đó, thì nó liên quan bên đấy. Còn bên em là sẽ chịu trách nhiệm là hỗ trợ cho anh này lên cái bản vẽ thiết kế này, mặt bằng công năng này, cũng như là đưa cho anh cái bản dự toán theo cái giá tại cái mặt bằng ở cái thời điểm hiện tại ấy. Đây có thể cân đối được cái tầm tài chính của mình. Thì trước tiên thì là em sẽ lấy cái công năng sử dụng của gia đình nhà mình. Thứ nhất là em sẽ lấy cái tên tuổi và xem là cái ngôi nhà xây dựng đấy sau này là có những ai trong thành viên ai trong gia đình của mình nhá. Đất nhà mình làm nhà nên thì sau này mình sẽ làm hơi sát bên này, mình sẽ có một cái sảnh phụ ở sang bên nhà ông bà. Đúng rồi đấy ạ. Đúng rồi. Nó sẽ mở ra cửa như này anh ạ. À, thì bên này nó sẽ là cái ngôi nhà, bên này nó sẽ là sảnh chính. Em thì em có ngắm qua cái mẫu này. Chung là đây này, nếu nó có anh dự định 80 mét vuông thì gần như đây này, thì nếu mà có công năng nó sẽ hơi nhiều hơn một chút cho các anh này. Đây này, để mở thì mở lại từng. Đấy đúng rồi đấy, đúng cái kiểu vế cửa và vế hiên bên này. Đây này nhìn đến này, ví dụ của mình nó là trên này. Ví dụ mình nhìn đây này thì mình phụ. Đúng rồi đấy, đấy có một cái sảnh phụ như vậy này. Thì ra cái sảnh 80 mét vuông thì nó ra là khoảng như vậy. Nhưng em cũng không làm cái mái này. Em không làm cái mái này, em chỉ đây cũng kiểu như này em cũng. Anh làm sẽ làm mái bằng luôn đúng không ạ? Vâng, đây. Mái bằng sảnh to luôn như thế này đấy. À rồi. Đây là mỗi người sở thích mỗi người. Như vậy như vậy. Nhưng mà làm sao mà cũng không cần phải nhiều phào chỉ các cái. Cái này nó là hiện đại theo kiểu hiện đại. À nó ná giống này thôi mà. Đấy. Đang tầm nhà anh mà làm cái mẫu lên đẹp nhất chỗ này luôn. Đâu?
hiên na ná mọi người đi, nhưng mà của anh là nó cái mái nó sẽ khác hơn. Vâng. Anh không cái mái không có mái đổ bằng luôn, anh sẽ đổ bằng luôn cái mái, nhưng mình sẽ đổ bằng luôn. Đây là công năng gần nữa, na ná anh dưới đây nó từ 80 m2 bao chuyện được, cũng là phòng khách, phòng ngủ với không gian bếp với cầu thang với nhà vệ sinh. Sau này mình có làm cái thái dương lăng ở trên không anh, ở trên lóc mái? Không không không, em chỉ đặt cái tăng nước vào trong bên trong mái. Cho hỏi cái nền đất đấy của mình nó là nền đất ao hay là nền đất gì anh nhỉ? Đất ruộng. Đất vườn ạ? À? Đất ruộng trước. À đất ruộng trước. Ừ. Yếu. Xong rồi là vượt lên trên ít đất. Nó là vườn tạm. Vườn tạm. Đất vườn như ngày xưa nó là đất kiểu ruộng. Thời ngày xưa mà vượt lên em. Có một ngày xưa nó đầu tiên là đất ruộng cháu ạ. Xong rồi vượt đất ruộng mà nó cao. Trúng. À đây đây nhá. Đất trúng thì đất chỗ nhà mình ruộng trúng hết. Đào ra vượt lên chỗ. Còn cái cứ từ cái miếng đất của em ấy là cũng như ruộng trúng luôn, xong rồi cứ san đất dần lên. Là cái ruộng trúng. Mới rác rưởi. Dạ vâng. Nó là cái ruộng. Còn là nền đất mình nền đất yếu rồi. Vâng, nền đất yếu ạ. Quê em thì toàn nền đất yếu thôi. Nam Hưng này toàn đất yếu. Thế thì mình sẽ lên phương án đầu tiên là ép cọc cho nó an toàn, thì sau này mình xây dựng cho nó hợp lý. Trong cái hồ sơ này mình sẽ có hai phần về phong thủy. Phong thủy là người ta sẽ hướng giường, hướng bếp, hướng bàn thờ ấy nhé. Đấy. Còn thông thủy là những kích thước của cử giả, thước lộ ban, lọt keo, lọt sáng. Đấy là cái thông thủy. Là cái đó là bên em sẽ là có cái trách nhiệm, bên em sẽ làm hai cái phần đấy. Sau này ví dụ là phong thủy là người ta sẽ lấy tuổi của anh là tuổi xây nhà, nó sẽ có bốn hướng, nó sẽ là hướng đông, hướng nam, hoặc là sinh khí gì thì người ta sẽ xoay những cái công năng trong nhà, nó phòng ví dụ phòng ngủ này, đấy, phòng bếp này, là phòng thờ. Là quay theo cái hướng của mình. Còn trong phong thủy thì là cái hướng chính của anh là người trụ cột, anh sẽ là hướng giường và hướng bàn thờ. Vâng. Còn người phụ nữ sẽ là hướng bếp và hướng giường. Vâng. Nên là anh không được là hết phong thủy trong nhà đâu. Vâng. Và đây là cái hướng bếp lại là theo phụ nữ. Đúng rồi. Bếp, giường, chiếu, bếp núc là có người phụ nữ cai quản. Vâng. Nên là nó sẽ là cái này là việc các con hết đấy. Dạ vâng, phong thủy này là bên của con sẽ làm hết. Phong thủy và thông thủy bên con sẽ làm hết. Nên là kích thước và tiêu chiều dài, chiều rộng ngôi nhà là cứ cái diện tích chia ra là các anh sẽ lấy cái số đẹp thôi, số ấy. Vâng. Chứ không cứ là cứ phải là 8 hay 10 đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng. Đây là cái 8 hay 10 là mình đang ra bài toán để mình bố trí sắp xếp trước. Vậy con cửa họ cứ nói là lấy cả số cửa tốt nữa, các con có cái đấy không? Đấy anh vừa nói đây. Có hết ạ. Kích thước cửa là sẽ là thông thủy đấy bạn. Dạ vâng. Anh cho hỏi qua nhé, cái thửa đất của mình như này thì mình sẽ xây dựng sát vào bên mé tường bên kia. Thì anh muốn cái khoảng cách này là sẽ rơi vào tầm 1 mét hay là 60 phân? Cái khoảng cách tiết kiệm từ nếu mà anh tiết kiệm thì mình có để giọt danh thôi, thì mình sẽ để tầm 60 phân. Không giọt danh, em phải để cách đấy, em phải để cách khoảng tầm 1.5 mét. Mét rưỡi là sát mặt tường đấy. Từ tính từ tường, vâng. Đấy, không từ tường cái tường nhà bên hàng xóm đấy. Dạ tính vâng. Từ mép tường đấy đến tường nhà em. Là 1 mét rưỡi. Em cũng phải để cách khoảng tầm 1.5 mét. Dạ vâng. Khoảng 1.5 mét hoặc trên 1.5 mét. Em để cách hơi xa tí. Nếu mà cách thế thì rộng quá ạ. Rộng quá. Đúng là rộng quá. Mình tính là đang có 11 mét này. Cái 11 mét. Mình mà làm như thế này là nó dịch nó xa về đây em biết. Nhưng mà đúng là có cái khó này, bởi vì cái đất này em là bên địa chính người ta. Ngày xưa cái chỗ này nó là cái gọi là thủy nội. Cái mương nhỏ cái thủy nội bây giờ nó vẫn là trong đất nhà mình thôi, nhưng mà nó vẫn chưa, nó không phải là vấn đề là sau này cái sảnh phụ mình làm trên bên này hơi quá thì tuyệt ông bà có bảo là đất của nhà mình thì vẫn cho đúng không? Vâng. Đấy nên là nó không ảnh hưởng gì là được. Kia thì nó đất thủy nội. Chứ sợ ví dụ là ông bà sau này là hướng vào cái đấy đúng không? Nữa. Nhiều khi là mình làm nó xong rồi là cho em muốn hoặc anh nữa thì nó đụng chạm, và nếu nó có nhà mình không thì mình sát bên nữa, để rộng bên nữa là mình lùi sang một chút bên đây là không ảnh hưởng gì ok. Thế thì mình sẽ để khoảng cách nó là tầm 1.5 mét anh nhá. Vâng. 1.5 mét thì biết là nó cũng hơi rộng đấy, nó không lệch đấy, nhưng mà mất nhiều diện tích phí của mình hơi nhiều. Nhưng mà được cái đổi lại cái là cái không gian sau này mình đi lại xung quanh nhà và mở cửa sổ nó rất là thoáng. Vâng. Cái đằng sau ao thì anh có muốn để lại không? Hay là mình xây hết luôn, xây bằng luôn? Trừ ra chứ. Em xây đến cái chỗ mép bờ ao nên là cùng thôi. Chắc là cũng mình muốn khoảng cách ạ. Dạ. Còn mình có muốn khoảng cách ở đằng sau đấy luôn không? Chẳng hạn anh muốn bớt ra tầm 1 mét không? Cái đấy là các anh cứ chia làm sao cái con số nó phù hợp, bởi vì là cái ao đến mai thì em cũng lấp cái chỗ đấy, em cũng lấp rồi. À. Và em lấp cái phần mà em đấy, em xây cái phần nhỏ này, em lấp đi thành vườn mà. Vườn đằng sau nhà cũng thì không phải là ao đằng nữa. Sau là mình không phải bớt nữa đúng không anh? Cho biết hết cả cái hướng giường nằm với lại bếp đó, ban thờ phải có hết thì mình dạ là cái quý chứ còn cái đó rất là thiết kế các bạn. Sau này nó sẽ có hướng đầu giường như là của cái ngôi nhà mình, làm sao mà hợp với cái hướng
Tôi thiết kế là mình thiết kế từ trong lẫn ngoài, nó mới cần thiết kế chứ có mình xoay cái nhà không thì đơn giản không á bà. Nếu mà gia đình nhà mình đã ưng ý thì là em biết bộ hồ sơ nhá. Vâng, vâng. Không, nhưng mà nếu mà thiết kế như ngày xưa, ngày xưa thì cũng không có như vậy đâu. Bây giờ ngày xưa là mình chỉ thích nhìn theo kiểu nhà nào thì người ta sẽ làm theo kiểu đấy. Đấy là mình xây dựng bo. Còn đây là mình thiết kế, là mình thiết kế và xây dựng nhà trên giấy tờ trước, trên giấy trước để mình xem thế nào để mình chỉnh sửa, sau này nó ra được cái hoàn thiện của mình nó sẽ tốt, tối ưu hơn và nó sẽ là giảm cái chi phí phát sinh lên khá là nhiều. Không phải có thợ, và trong cái bản vẽ mà cháu đã có tim cột và mố cột nó bao nhiêu đầu cọc rồi là đã có trong bản vẽ đấy, thợ sẽ cùng với lại bên ép cọc họ sẽ tính toán cái phần đấy. Phần làm khung xương của ngôi nhà. Dạ vâng, phần kết cấu của ngôi nhà mình ạ. Nên là trước cái anh hỏi thợ, ví dụ thợ làm sắt trong vòng 2 ngày là xong cái móng được ạ. Thì 2 ngày trước đó anh báo là thợ hôm nay làm sắt móng bên em 2 ngày là xong, thì anh báo trước 2 ngày đó, thì là 2 ngày sau là thợ bên em làm sắt móng xong thì công ty cử người về giám sát cho giúp em, giúp anh. Đấy, thì là bên em sẽ về, anh phải báo trước 2-3 ngày nhé, chứ đừng báo một ngày là bên em chạy không thể kịp nổi. Nên là cái nhóm thiết kế này sau này lập nhóm thiết kế này, thiết kế ra là lúc nào là anh chị xoay xong nhà, mình xoay xong nhà thì với nó với giải tán với bỏ đi. Nên là mọi thông tin, mọi trao đổi thì anh cứ nhắn ở trên nhóm, có người giám đốc họ sẽ nắm bắt và sẽ cử người về. Vâng. Như vậy là kể cả cái như báo là báo các anh về mà giám sát cái ở đấy thì là cũng báo trên nhóm rồi chứ, hay là gọi điện? Anh báo trên nhóm. Báo trên nhóm Zalo là được. Trên nhóm Zalo thiết kế này. Bọn em là dân kỹ thuật, muốn đi được thì cũng phải được là các giám đốc nắm bắt thông tin của từng khách hàng, thì các giám đốc điều người thì bọn em mới được đi. Thì anh có báo cho em thì em không được quyết được đi. Em đang phải đi làm thuê cho các công ty, nên là nó sẽ thuộc quyền điều động của công ty. Có thể em không được nhưng bạn khác về, nó phụ thuộc vào cung đường. Ví dụ là bọn em cũng phải đi theo từng cung đường, nó sẽ hợp tình hợp lý thì mới cứ đi. Chứ không phải là ví dụ về đây cái chung lại chạy ngược phát lên trên vùng núi chỗ khác thì nó ngược đường ấy. Là cái vấn đề đó, mình cái đó là cái trách nhiệm của công ty và quyền lợi của nhà mình, nên là mình cứ báo trên nhóm này, bên em sẽ có bên công ty họ sẽ cử người về. Và những cái 3 lần giám sát đấy về thì nó sẽ cái phí đó nó cộng vào trong cái tiền thiết kế này rồi. Đấy, nhà mình sẽ được có 3 lần miễn phí. Là trong tiền. Gói gọn hết trong cái 120.000 mét. Đúng rồi. Trong cái gói này là tiền thiết kế nhà mình, ví dụ là hết 19 triệu này, nó nằm ở trong đấy rồi. Anh mà muốn về lần thứ 3, lần thứ 4 hoặc lần thứ 4, lần thứ 5, thứ 6 gì đấy thì cái đó là ngoài cái phần đấy là mình để chi trả tiền phát sinh thêm. Vâng. Đấy. Nhưng mà muốn yêu cầu vẫn kiểm tra lần thứ 4, thứ 5 nào đúng rồi. Phát sinh tiền ra nhưng vâng, vẫn được. Vâng, gọi thì công ty họ sẽ cử kỹ thuật về, họ sẽ thu kiểm tra cho mình. Từ nay đến em làm nhà ví dụ vậy, các anh đến đợt nào một ngày sắp xếp thì anh cho em về một lần. Vâng. Thế từ đấy đến làm nhà tiếp nữa là 2 đợt nữa. Vâng, đúng rồi. Về đợt đầu tiên nữa là lúc về giao hồ sơ cho nhà mình bạn. Giao về tận nhà mình giao hồ sơ nè. Đấy, còn đợt hôm nay thì không, hôm nay mới ký hợp đồng. Ví dụ qua năm đầu Tết bọn cháu sẽ về tận nhà mình để giao bộ hồ sơ bản vẽ cho nhà mình. Ngọc Huyền đang ngồi bên cạnh anh Linh ạ, đây là chủ đầu tư công trình. Em chào anh ạ. Vâng. Ngày hôm nay khi về đây ạ, Ngọc Huyền có một cái số câu hỏi muốn hỏi anh được không ạ? Vâng. Vâng. Câu đầu tiên ạ, tại vì sao mà anh lại đi đến công ty Mark Home và lựa chọn Mark Home làm đơn vị thiết kế và thi công ạ? Thì anh cũng tìm hiểu ở trên mạng và cũng có những người quen thì cũng nói là Mark Home thì cũng là đơn vị mà thi công cũng là rất là nhiều. Và anh tìm hiểu trên mạng thì Mark Home thì có nhiều cái mẫu đẹp, và cái thứ hai là
cái làm việc cũng chuyên nghiệp nên là anh cũng tìm đến Bác Hôm. Dạ. À, vậy thì ngày hôm nay khi mà tất cả các bạn kỹ thuật viên của bên em này về trực tiếp đo đạc đất nhà mình này, cũng như tư vấn ký hợp đồng thiết kế cho anh cảm nhận như thế nào? Anh thì anh thấy là mọi người đều làm việc nhiệt tình và rất là, nói chung là rất là chu đáo, tư vấn và làm việc nhiệt tình. Vâng. Anh có cảm thấy hài lòng không? Anh hài lòng. Được biết rằng là anh cũng đã tham khảo công ty Bác Hôm có một thời gian đúng không ạ? Và đến ngày hôm nay thì anh quyết định này gọi bên công ty về để làm hợp đồng thiết kế. Vậy cho em hỏi là cái dự định sắp tới của anh ấy thì sẽ xây dựng một ngôi nhà như thế nào ạ? Anh thì dự định nhà xây nhà mái Nhật 2 tầng. Vậy thì cái tổng chi phí mà anh dự trù cho công trình nhà mình khoảng tầm bao nhiêu? Anh dự trù kinh phí nó khoảng tầm 1.2 tỷ trở lại. 1.2 tỷ đổ lại đúng không ạ? Vâng, người ta có câu ấy là đầu xuôi thì đuôi lọt đấy. Ngày hôm nay thì khi mà về cái phần thiết kế rất là thuận lợi rồi, thì em cũng hy vọng rằng là sau này anh sẽ có một cái công trình thực sự ưng ý anh nhé. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh Linh rất nhiều ạ. Quý vị thân mến ạ, cuộc trò chuyện vừa rồi của tôi và anh Linh đã chính thức khép lại chương trình ngày hôm nay. Và nếu như quý vị nào đang có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói, vui lòng liên hệ tới các số hotline của chúng tôi để nhận được tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp quý vị trong một số tiếp theo.